Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay một cái thông tin rất nóng liên quan đến câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Đi Dũng. Ngay thời điểm này đó thì một cái thông tin vừa mới cập nhật được, cô Hằng và chú Dũng đang bị săn lùng tất cả mọi nơi mà cô và chú đang đến, thưa các chú anh chị. Chúng ta được biết rằng là ngày hôm qua đó, sau khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải một số những cái hình ảnh của mình tại trời Âu đó, thì mặc dù chúng ta thấy rằng là những cái thông tin hình ảnh đó ai nhìn vô cũng biết rằng là cô Hằng chú Dũng thật sự đang đi du lịch, nhưng mà có những người thì dường như là họ không có chấp nhận được cái sự thật đó cô chú anh chị, kiểu như là gan tức ở mà tìm mọi cách thức, không có chấp nhận được cái sự gọi là người ta thành công, hoặc là không chấp nhận được khi mà nhìn thấy người ta gọi là có cái cuộc sống hạnh phúc, lo cho gia đình người thân hoặc là tự thưởng dành cho bản thân. Chú vị thấy rằng là khi mà cô đã tuyên bố rằng rời drama, không muốn tham gia vào bất cứ câu chuyện gì trên mạng xã hội, việc mà bà Hằng cũng như là ông Dũng đi chơi hay là đi bất cứ một nơi nào du lịch thì rõ ràng đó là quyền cá nhân riêng tư, nhưng mà họ tìm mọi cách thức hoặc là những cái câu chuyện ra để mà môi móc, để mà công kích. Thậm chí có người nói rằng là trời ơi, địa chỉ đang ở đâu, chỗ Âu là chỗ nào, rồi chụp hình cho chúng tôi thấy chúng tôi mới tin, để làm gì cô chú anh chị. Thì ra ngày hôm nay cái mục đích của tụi này đó là nó để nó săn lùng địa chỉ của ông Dũng bà Hằng đi chơi ở trời Âu đó, ở vị trí nào, để thực hiện những cái mưu đồ đen tối của chú anh chị. Mưu đồ đen tối. Thậm chí bây giờ có người đó còn cho gọi là cho một số những cái thành phần gọi là những cái tổ chức đen ha. Ở đây mình không có nói rõ, mình chỉ nói rằng những tổ chức đen thôi, trong bóng tối đó, muốn gọi là gây cái nguy hại về sức khỏe. Ở đây thì mình không có thể nói rõ, nhưng mà mình chỉ nói rằng là nguy hại về cái mặt sức khỏe đối với bà Hằng, ông Dũng ngay thời điểm này. Và chúng ta biết rằng là có những cái tin đồn, trời ơi, bà Hằng đang ở Đà Lạt dưỡng thai, đang ở Phú Quốc đó, chứ không phải ở trời Âu. Rồi có những người đang đi quay clip lùng sục bà Hằng, ông Dũng khắp nơi, từ Đà Lạt, rồi thậm chí là ở Phú Quốc. Nhưng mà cô chú anh chị thấy rồi, hai ngày nay đó, có ai được chụp được một tấm hình nào của bà Hằng, ông Dũng hay là ngồi ăn ở trong một cái quán ăn nào, ở một khách sạn nào ở Đà Lạt hay ở Phú Quốc hay không? Không có. Tại vì cái câu chuyện đó là nó sự thật rồi. Chứ thấy cô chú anh chị thấy rằng đó, cứ mỗi lần bà Hằng xuất hiện ở đâu thôi thì là đều có vô tình bị người dân họ quay lại được hết. Những cái hình ảnh bà ấy xuất hiện trong những cái trung tâm mua sắm hay là xuất hiện ở đâu đó thì đều có fan lại chụp hình. Thì nhân viên bán và kim cương cái này kia người ta cũng quay lại clip lại hết. Nếu như thật sự mà ở Việt Nam đó, thì cô chú anh chị là ngày hôm qua đến bây giờ đầy clip rồi. Tại vì ở Việt Nam ai cũng biết rằng là bà Hằng và ông Dũng là ai. Còn khi mà ra đến nước ngoài thì đâu có gọi là mấy người nước ngoài người ta đâu có biết đâu cả nhà. Đâu có biết đâu. Cho nên là chúng ta thấy rằng đâu có những cái video clip nào xuất hiện bà ấy xuất hiện như đi mua sắm hay là đi ăn uống nào đó. Không lẽ tối ngày bà Hằng và ông Dũng ở trong khách sạn đi du lịch mà. Cô chú anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì đối với cái thông tin này mình thấy rằng là cực kỳ lo lắng cho cô và chú. Khi mà có những cái thế lực đen muốn săn lùng tìm địa chỉ, nó công kích, nó thách thức, mục đích là để gọi là bà Nguyễn Phương Hằng xô ra một cái địa chỉ thật cụ thể cái nơi ở của bà ấy ngay thời điểm này, thì ngay tại châu Âu đó. Và mình đánh giá rằng là cái câu chuyện này nó liên quan đến những cái tổ chức đen, bởi vì khi họ đã lợi dụng không được rồi, chúng ta biết rồi, cô Hằng chú Dũng là những người yêu nước mà. Khi mà những cái tổ chức này họ không lợi dụng được, họ sẽ tìm mọi cách thức để hạ bệ và để hãm hại. Để hãm hại cô Hằng và chú Dũng ngay thời điểm này. Họ săn lùng khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi dựa trên những cái hình ảnh gọi là cô Hằng chụp hình live stream. Nhưng mà chúng ta thấy là cô và chú cũng rất là cẩn thận. Không có để lộ ra những cái chi tiết nhiều là mình ở đâu, ở chỗ này, chỗ kia để làm cái gì. Tại vì ở nước ngoài nó không phải đơn giản như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì có vấn đề an ninh đó, thì mình tin chắc rằng đó, tụi nó không có dám làm gì đâu cô chú anh chị. Nhưng mà ở nước ngoài đó, nó kinh khủng lắm, ghê gớm lắm, chứ không phải chuyện đùa đâu. Ở nước ngoài là một câu chuyện khác nha. Cho nên đó, là tình hình ngay thời điểm này rất là nhiều người, sáng giờ mình cũng nhận rất nhiều cuộc gọi rồi,
À, cũng nói rõ ra cái câu chuyện mà trời ơi đừng có để cô chú, đừng có để cho cô mà nghe, nghe cái tụi này nó kích động rồi bắt đầu lên show địa chỉ thật, à, show cái nơi ở của mình thiệt, thì bắt đầu là quá nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, à, ngày hôm qua thì cô cũng đã xuất hiện chia sẻ một số những cái vấn đề, có người lên nói trời ơi bà ấy làm gì xuất cảnh được, bị đang bị quản thúc, đang bị cái này cái kia, mới vừa ra tù vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rõ bà ấy vẫn đi xuất cảnh bình thường thôi, việc đó mình cũng đã từng chia sẻ đâu rồi. Rồi bác bỏ thì một số những cái tin đồn như là Đại Nam trốn thuế, nợ thuế này kia. Nếu như thật sự nợ thuế đó quý vị, dù cho vài trăm ngàn hay một triệu thôi, ngay lập tức doanh nghiệp đó sẽ bị bêu tên lên báo chí. Bây giờ luật mới thì người ta có gọi là quy định rất là rõ ràng rồi, chỉ cần nợ thuế một khoản tiền rất là nhỏ thôi, 1 triệu đồng thôi, thì doanh nghiệp đó sẽ được công khai trên các cơ quan báo chí, thậm chí là tạm quản xuất cảnh, cấm xuất cảnh luôn. Khi nào mà hoàn tất xong cái vấn đề nghĩa vụ đóng thuế đó thì người ta mới cho xuất cảnh. Theo những cái quy định mới thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn, có những người doanh nghiệp thì nợ thuế vài triệu, có những cái doanh nghiệp thì nợ thuế lên đến vài trăm tỷ. Thì những gọi là cá nhân này, giám đốc hay là chủ tịch thì đều bị tạm hoãn xuất cảnh cả. Và những cái tên người ta cũng công khai một cách rõ ràng, minh bạch trên các cổng thông tin truyền thông. Cho nên cái việc mà những cái tin đồn liên quan đến câu chuyện mà bà ông Dũng nợ thuế đó, nó hoàn toàn bịa đặt và không chính xác. Và chúng ta biết rồi, những cái thông tin bịa đặt đó thì chắc chắn về phía cơ quan chức năng họ cũng sẽ xử lý, làm rõ thôi. Chỉ chờ đến ngày thôi cô chú anh chị. Hôm qua thì cô cũng có nói về cái vấn đề pháp lý thì tuyên bố rằng sẽ chơi tắt tay. Và những cái quy định mới đó thì như là nghị định 147 sắp sửa có hiệu lực. Chính xác là ngày 25 tháng 12 năm 2024 thì nghị định 147 sẽ có hiệu lực. Và lúc đó thì trên không gian mạng những cái thông tin giả này, những cái nick ảo, những cái tài khoản giả, ví dụ như chúng ta thấy rồi đó, những cái tài khoản giống như là Lò Bác Tô Lâm, rồi là Tổng Cục An Ninh, đây là những cái thông tin giả mạo, mà thậm chí họ giả mạo luôn cái của cơ quan chức năng. Cho nên là cái việc mà xác minh danh tính từng tài khoản, từng cá nhân là một sự việc vô cùng cần thiết để mà loại bỏ những cái thông tin giả mạo trên không gian mạng. Đặc biệt hơn thì đối với tình hình của cô Hằng và chú Dũng, sau khi các anh em cũng đã có những cái lời chia sẻ, đặc biệt là cảnh báo, thì mình thấy rằng là việc của cô chú đi chơi bây giờ đó là quyền cá nhân riêng tư, thì hãy gọi là cô chú cứ vui vẻ sống hạnh phúc, mặc kệ qua những cái lời mà họ xuyên tạc bịa đặt để mà nóng tính. Rồi lúc đó tính của cô Hằng thì mình biết là rất là nóng của chú anh chị, khi mà họ bịa đặt ngay lập tức lên nữa là nói liền. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta thấy rằng là cô cũng đã gọi là không có muốn công kích ai, chỉ nói những cái thông tin không đúng về cá nhân mình thôi, cho những người mà thật sự yêu quý cô đó người ta yên tâm, chứ cũng chẳng có cái mục đích gì khác. Bởi vì bây giờ là cái vấn đề tuyên chiến về vấn đề pháp lý rồi, đây là một cái chi tiết và một cái điều mình thấy khá là tích cực. Và đối với hành động này đó thì sẽ càng lúc càng làm nhiều cho những cái thành phần gọi là chống phá xuyên tạc đó, họ sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bằng chứng thì chúng ta thấy rằng rất nhiều những cái nick, những cái tài khoản TikTok cho đến Facebook và là YouTube đó, thì cũng đã có rất nhiều cá nhân họ quay xe, xóa clip, lên xin lỗi, rồi đính chính, rồi đổi tên, vân vân. Đổi tên là một trong những cái thủ thuật mà rất là nhiều các tài khoản đã làm. Sau khi bị Đại Nam liệt kê danh sách thì họ đã nhanh chóng đổi tên, xóa clip. Người thì gọi là dám nhìn nhận vào sự thật để lên tiếng xin lỗi. Người thì giấu giếm, ẩn xóa, đổi tên để mà hòng thoát lưới pháp luật. Thì đủ hiểu rằng là những cá nhân này tại sao mà họ lại hoảng sợ như vậy. Tại vì đơn giản là những cái thông tin họ đưa là bịa đặt, là xuyên tạc. Tự đó của họ cũng cảm thấy rằng là mình gọi là mình sợ. Tự họ cảm thấy là họ bản thân họ cũng đã thừa nhận mình vi phạm. Tại vì cái hành động mà các anh các chị gọi là xóa clip, các anh các chị gọi là xóa tên tài khoản, đổi tên tài khoản, chẳng khác nào các anh chị đã tự thừa nhận rằng là mình đưa tin không đúng, mình bịa đặt, mình xuyên tạc. Sau khi người ta lập danh sách rồi, các anh xóa đi dấu vết, xóa đi chứng cứ phạm tội của mình, rõ ràng chẳng khác gì đã tự nhận, đúng không cô chú anh chị?
Và những người thì đổi tên, rồi không dám kêu tên, rồi có những cá nhân thì lại lên dùng những cái chiêu trò khóc lóc ỉ ôi, giống như là cái câu chuyện của Khứa anh chọc tóc dài, hay là ông Hoàng Kim Dung, trời ơi, nói rằng cái doanh nghiệp thất thoát hàng trăm tỷ đồng bởi vì bị Đại Nam liệt kê danh sách. Tôi nghĩ rằng nếu như có thật thì cũng đáng mà thôi, cũng đáng. Nếu như có thật nha, hỏi câu chuyện này đối với tôi không tin nó có thật đâu, nhưng mà nếu như có thật thì đó cũng là cái quả báo. Bởi vì người ta đâu có quen biết anh chị lại đâu biết Khứa đầu trọc tóc dài là Khứa nào. Tự nhiên anh lên anh nhắc tên người ta thì gọi là đối tác của anh, người ta cảm thấy anh gọi là không tốt chẳng hạn, hay là anh vướng vào ồn ào người ta không thích, người ta không hợp tác nữa. Đó là tự mình làm, tự mình chịu, tự mình nhận. Người ta thường nói là bụng làm thì dạ chịu đó, chứ chẳng có ai gọi là làm gì cả. Còn nếu như mà muốn tuyên bố rằng là kiện tụng đó thì cái đó là cái quyền cá nhân thôi. Đơn nộp thì cơ quan chức năng họ sẽ xem xét đủ yếu tố thì họ sẽ xử lý, còn không đủ yếu tố là anh Du khống bị đặt thì cái giá mình phải trả là ngược lại, là bị phản tố là điều bình thường thôi. Vài trăm tỷ thì mình nghĩ rằng đối với ông Dũng ở Hằng nó cũng chẳng phải là con số lớn, nhưng mà chúng ta biết rồi đó, nó phải phù hợp và nó hợp lý. Bảy có thể bỏ ra 1.000 tỷ đi làm từ thiện mà, nhưng mà đó là đối với những người nghèo, còn đối với những cái cá nhân mà như là mấy anh chị này thì một xu cũng không có. Đừng nói đến câu chuyện chúng ta còn nhớ rằng anh Đàm, chị Tiên hay là chị Oanh hay là Lan, Hàng Ni cũng đã từng yêu cầu bồi thường với những cái số tiền khủng như thế nào, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cái vấn đề chứng minh thiệt hại và chứng minh rằng cái khoản tiền thu nhập đó có hợp pháp hay là không, thuế đóng đầy đủ chưa, đó mới là một trong những cái câu chuyện mà các anh chị mới cần phải chứng minh, chứ không phải là lên mạng để mà nói rằng là tôi tuyên bố sẽ kiện này kiện kia. Cái vấn đề mà các anh chị tự lên tuyên bố rằng tôi sẽ kiện đó thì đó cũng là một cái mà gọi là nó gây ảnh hưởng uy tín đến thiệt hại của người khác. Tôi hỏi các anh chị nói rằng là Đại Nam liệt kê danh sách khiến cho mấy anh chị thiệt hại, vậy thì khi mà các anh chị lên tấn công vào người ta đó thì các anh chị có biết rằng là Đại Nam là một doanh nghiệp không, Đại Nam có thiệt hại hay không? Nào là những thông tin trời ơi quỹ từ thiện mở ra là để rửa tiền, thông tin này ở đâu? Và những đối tác của doanh nghiệp như là Đại Nam đó thì người ta nghe được người ta như thế nào? Hoặc là những người người ta muốn dự định là hợp tác với bà Hằng và ông Dũng thì từ nghe những cái thông tin đó thì người ta sẽ ra làm sao? Tấm gương trước mắt là Hàng Ni và Trần Văn Sĩ, là những người mà đã từng gọi là làm trong tư pháp, làm ngành luật đó, làm ngành luật đó là mấy chục năm trời, như là Trần Văn Sĩ là từng là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, cũng như là Hàng Ni mà anh danh là bông hồng thép, cũng phải trả giá trước pháp luật, đứng trước tòa cũng phải bật khóc nức nở xin giảm nhẹ hình phạt, không có một lời thế nào để có thể biện minh cho những cái hành vi vi phạm pháp luật của mình. Mặc dù là đã lo sửa tên, Hàng Ni cũng sửa tên, chị Hai, bà CEO, nhưng mà cuối cùng có thoát không? Tại vì sao? Tại vì mọi sự việc, cái bằng chứng đó, nó cũng đã quá rõ ràng. Một video clip thôi, 2 năm thì các anh chị đó đã bao nhiêu clip rồi. Ở đây thì mình không có khẳng định một cái điều gì cả, nhưng đó, một khi mà bà Hằng và ông Dũng họ đã lập danh sách rồi đó thì đó, họ đã đưa lên đó, đó là may mắn cho các anh chị. Bởi vì đó là một cái lời mà là khuyến cáo để các anh chị dừng lại. Chứ nếu như bà ấy gọi là doanh nghiệp người ta làm một cách âm thầm đó thì các anh chị đâu có trở tay kịp, người ta đâu cần phải khoa trương, ta cũng làm âm thầm được vậy. Ta âm thầm ta làm đơn tố cáo thôi thì các anh chị có trở tay kịp hay không? Việc mà họ lập danh sách là cho các anh chị một con đường lui, nhưng các anh chị còn gọi là thách thức. Việc thách thức cái gì chẳng khác nào gọi là thách thức pháp luật cả, chứ không phải thách thức của Hằng này ông Dũng đâu. Ngày hôm nay cái câu chuyện bà ấy đi chơi ở đâu, bà ấy làm cái gì, bà ấy có đi dưỡng thai hay không, bà ấy có bầu mấy tháng rồi, vân vân, là câu chuyện cá nhân. Nhưng mà thấy rằng nhiều người vẫn bám vô những cái chủ đề này để mà kiếm view, thì rõ ràng cái giá trị của bà Hằng ông Dũng vẫn còn đang, nói chung là rất là cao và thậm chí là kinh khủng nữa, chứ không phải đơn giản nha cô chú anh chị. Còn cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện mà tình hình của cô và chú ngay thời điểm này thì mình đã chia sẻ
mình thấy rằng cực kỳ nguy hiểm. Và rất may mắn là cô đã không có chia sẻ cái địa điểm chính xác rằng là mình đang ở đâu. Nhưng mà qua thông qua những cái hình ảnh đó cô chú anh chị, thông qua những cái hình ảnh đó thì tụi nó vẫn đang lần mò, tụi nó vẫn đang lần mò để tìm địa chỉ chính xác của Hoàng Nguyễn Phương Hằng để làm cái gì. Cô chú anh chị, theo quý vị đánh giá là mục đích của tụi này nó muốn tìm địa chỉ chính xác để làm cái gì? Không phải là đơn giản là để mà quay phim hay là bóc phốt bẫy đâu. Bây giờ quay lên bình thường đâu có gì đâu bóc, bẫy đang ở đó thiệt mà. Nhưng mà cái mục đích ở bên trong đó nó ghê gớm lắm. Và những cái thành phần, những cái tổ chức này lại là những cái thành phần tổ chức nước ngoài. Cho nên mình thấy rằng là việc mà cô và chú chỉ đơn giản là đưa một số hình ảnh như vậy thôi và sẽ ngưng đưa lại thì có lẽ là sẽ tốt hơn, tránh những cái vấn đề bị kích động lại đưa những cái vị trí chính xác của mình cho những cái cá nhân, cái tổ chức này họ thấy đó thì cực kỳ nguy hiểm. Việc mà quý vị thấy rằng những cái tổ chức nước ngoài mà họ một khi họ đã lợi dụng không được rồi đó thì họ sẽ gọi tìm rất nhiều những cách thức khác nhau để mà hãm hại cho bằng được. Tụi mà tụi khủng bố mà nghe cái tên thôi là cô chú anh chị cái gì mà nó không dám làm, đúng không cô chú anh chị? Ở Việt Nam nó còn an toàn, chứ mình thấy rằng ở nước ngoài đó thì quá là nguy hiểm, đúng không quý vị? Đó là một số những cái nội dung mà ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho tất cả cô chú anh chị xung quanh cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng và cho Huỳnh Thị Dũng. Nơi ở của cô chú, quả thật cô chú anh chị, cá nhân mình biết rất rõ, biết rất rõ. Và mục đích bà ấy đi để làm gì đó mình cũng biết rất là rõ luôn, tôi khẳng định cô chú anh chị. Nhưng mà có nhiều người điện hỏi nói làm gì cho chị yên tâm. Tôi thiệt tôi không nói được làm gì đó và ở đâu đó, thì mình nghĩ rằng sau khi mà cô thật sự trở về á, cô và chú đó sẽ nói rõ cho cô chú anh chị biết. Lúc đó, đó thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Bây giờ đó nói nhẹ nhẹ tụi này nó không có sợ đâu cô chú anh chị. Làm khi nào có cái giấy tờ rõ ràng rồi đó đưa lên á, lúc đó tụi nó bắt đầu mới bật khóc, thì lúc đó quá muộn màng rồi. Đó là cái nội dung ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị, tất cả quý vị trong những nội dung video mới tiếp theo.